Mê đắm khoảnh khắc hạnh phúc của Diệu Nhi anh Tú trước giờ gờ. Trước thêm đám cưới Diệu Nhi anh Tú, tổ chức tiệc thân mật, họ diện đồ trắng đồng điệu lưu lại khoảnh khắc đẹp. Thay vì diện áo cưới lộng lẫy, Diệu Nhi chọn chiếc váy ôm cùng kiểu dáng cắt xẻ lạ mắt. Tay trong tay cùng ông xã với áo phông trắng đơn giản, tình yêu nồng cháy của cặp đôi khiến bộ hình đẹp hơn bao giờ hết. Diệu Nhi cùng anh Tú chủ trì toàn buổi tiệc thân mật, họ dành nhiều tâm huyết cho ngày trọng đại được chỉn chu ý nghĩa nhất. Ngày hôm nay Tú với Nhi rất vui vì có bạn bè và gia đình hai bên ở đây chung vui, dù đường xá xa xôi, hôm nay chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ. Buổi tiệc hôm nay cũng không có kịch bản, không có MC, chủ yếu để mọi người ăn uống và tận hưởng bên nhau. Diệu Nhi xúc động chia sẻ. Diệu Nhi anh Tú đầu tư chỉn chu về hình ảnh trong ngày trọng đại. Đây là dịp đặc biệt để họ công khai chuyện tình viên mãn hạnh phúc sau 7 năm đồng hành kín tiếng. Những khoảnh khắc của hai người được khán giả liên tục truyền tay trên các diễn đàn, gửi nhiều lời chúc phúc. Ngoài địa điểm tổ chức, trang phục, Diệu Nhi đầu tư nhiều cho vóc dáng chuẩn chỉnh khi làm cô dâu tháng 10. Chuyện tình của Diệu Nhi anh Tú không chỉ được khán giả mà đồng nghiệp cũng rất yêu quý dành nhiều tình cảm. Dương Hoàng Yến, người bạn thân của nữ diễn viên, cùng tham gia sao nhập ngũ, chia sẻ. Khi Diệu Nhi và anh Tú yêu nhau, hai bạn không chia sẻ quá nhiều, rất kín tiếng và Yến rất thích điều đó. Họ không để mọi người để ý quá nhiều, khi yêu càng kín tiếng thì càng bền lâu. Và Diệu Nhi anh Tú là minh chứng cho điều đó. Sau hành trình yêu nhau nhiều năm dài, Diệu Nhi anh Tú chính thức viết nên chuyện hôn nhân viên mãn, cặp đôi lo lắng Chu Toàn cho khách mời từ nơi tổ chức quà cho khách mời và các buổi tiệc. Hiện khán giả và người hâm mộ mong đợi khoảnh khắc cô dâu tháng 10 mặc váy cưới bước lên lễ đường cùng chú rể điển trai nhất nhì v